Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tin tức Dân trí. Chứng cứ mới vụ Hoàng Công Lương đã họp án xét kỹ nội dung. Liên quan đến thông tin nói Bộ Y tế mới đây đã báo cáo Thủ tướng rằng nguyên nhân khiến các bệnh nhân chạy thận tử vong tại Bệnh viện Hòa Bình không phải do kết luận như điều tra. Cả lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát Tối cao cũng khẳng định vụ Hoàng Công Lương đã được họp liên ngành trước khi xử xem xét kỹ lưỡng kết quả giám định. Ngày 7 tháng 8, tại buổi làm việc với đoàn giám sát về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự với các cơ quan trung ương của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức liên quan tới vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Ủy ban Thường trực Ủy ban này, bà Mai Thị Phương Hoa đề cập diễn biến mới của vụ việc. Cụ thể, ít ngày trước, Bộ Y tế có báo cáo gửi Thủ tướng nêu nguyên nhân khiến các nạn nhân trong vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình tử vong có thể là do nhiễm độc đa chất chứ không đơn giản là đơn chất như kết luận điều tra. Đại biểu Hoa cũng đề nghị Bộ Công an và Bộ Y tế báo cáo tại sao xảy ra tình trạng vụ án phúc thẩm xong lại báo cáo khác về nguyên nhân gây chết người. Cơ quan này thực hiện giám định tử thi trong việc này, nếu đúng sai sót phải xử lý như thế nào. Chia sẻ băn khoăn của Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn cũng nhắc lại thông tin vụ trưởng vụ pháp chế của Bộ Y tế phát biểu nguyên nhân khiến 8 nạn nhân chạy thận tử vong là do hệ thống lọc nước có vấn đề. Nhưng trong quá trình điều tra, người ta lại tháo hệ thống này ra bán. Đến vừa rồi, Bộ Y tế mới cho người tìm mua lại để lắp ráp phục hồi. Đại biểu Sơn bức xúc nêu cả loạt câu hỏi. Nếu thiết bị này có liên quan trực tiếp đến hậu quả vụ án, thì hệ thống lọc nước đó phải được cần đối tượng, được giám định trong vụ án không? Thực tế nó đã được giám định hay chưa? Nếu nó là vai trò như vậy, thì đây là một chứng cứ trong vụ án, nhưng tại sao lại tháo ra bán như vậy? Trả lời câu hỏi đặt ra, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng không đủ điều kiện để nêu lại vấn đề đề cập đến các đại biểu trong buổi họp này. Theo ông, đây cũng là vấn đề còn phải bàn lại về mặt khoa học. Theo Thứ trưởng Vương, những chứng cứ mới được đề cập thực tế Bộ Y tế đã báo cáo Thủ tướng từ ngày 6 tháng 3 năm 2019. Sau đó, để đưa vụ án xét xử phúc thẩm, cơ quan điều tra, cơ quan tư pháp cũng đã phối hợp với các ngành chức năng thảo luận kỹ nội dung này. Các cơ quan đã xem lại báo cáo của Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự khi đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong của 8 nạn nhân. Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự cũng đã tổ chức hội thảo khoa học, mời các nhà khoa học, chuyên gia các cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế, Bệnh viện Việt Đức, Khoa thận, Khoa chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Y học Hà Nội, Bệnh viện Pháp y Quân đội, Viện Pháp y Quốc gia và xem xét kỹ vấn đề này. Đồng tình với kiến giải của Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trần Công Phàn cũng khẳng định vụ Hoàng Công Lương, các cơ quan tư pháp đã tổ chức họp liên ngành trước khi xử lý, nếu nói có chứng cứ mới có thể là không chuẩn. Vấn đề nguyên nhân gây ra là cái chết của các nạn nhân chạy thận đã được họp, xem xét thống nhất và đã báo cáo chính phủ, chứ không phải xem xét xong, rồi lại để lộ nguyên nhân lại khác đi, ông Phàn giải thích. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cũng lên tiếng khẳng định bộ này đồng tình với ý kiến lãnh đạo của Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Chưa hết băn khoăn, đại biểu Nguyễn Bá Sơn nhận định ý kiến Bộ Y tế gửi tới Thứ trưởng không giống như nội dung của ông Lê Quý Vương, ông Trần Công Phàn đã nói. Ông Sơn mổ xẻ, rõ ràng vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Y tế cung cấp thông tin là có căn cứ để khẳng định rằng thực chất nguyên nhân gây chết người không phải nội dung kết luận của cơ quan tiến hành tố tụng, cũng như nguyên nhân được ghi nhận trong bản án của tòa. Vì thế, Bộ Y tế cũng đã báo cáo Thủ tướng để kiến nghị xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm. Đại biểu đề nghị phía Bộ Y tế xem xét khẳng định lại vấn đề gây hoang mang này. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Tin tức Dân trí để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày các bạn nhé. Được đón. Chiều tối ngày 6 tháng 8, vợ chồng anh Lê Văn Sơn, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội bần thần khi nhận tin dữ từ trường Trung học Quốc tế Gateway Cầu Giấy, Hà Nội thông báo con trai mình đã tử vong sau khi được đưa đi Bệnh viện E Hà Nội. Anh Lê Văn Sơn, bố của cháu LHL cho biết, đây là buổi học thứ 2 của cháu tại trường quốc tế Gateway.